Cô Mát xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Siêu Thị Điện Máy bên em. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mình cách sử dụng máy sửa của Kangaroo với model KGFH05. Anh chị nhìn thấy ạ, dòng này sẽ là dòng sưởi ceramic, sẽ không có đèn chiếu sáng, dòng sưởi bóng. Và em sẽ đi chi tiết cụ thể từng chức năng trên đèn. Khi anh chị bật cắm công tắc lên, anh chị có thể nhìn thấy ạ, đây là một số hiển thị chức năng. Em sẽ đi từng chi tiết, từng model, từng chức năng một. Đây là nút bật nguồn này. Đó, anh chị bật lên thì nó sẽ hiển thị nhiệt độ phòng là 18 độ C nhé. Kèm theo đó phía dưới này là sẽ là từng chế độ gió. Đó, anh chị chỉnh. Phía dưới này là có chữ Eco, nó sẽ mặc định cho anh chị trên theo chế độ tự động độ ẩm hoặc là hơi nóng của phòng nhé. Còn phía dưới này thì anh chị có thể nhìn thấy ạ, nó sẽ có nút cài đặt để anh chị tăng giảm nhiệt độ. Anh chị ấn vào đây. Đó, như này anh chị có thể cài đặt này. Đó, anh chị có thể tăng giảm nhiệt độ của phòng. Anh chị không muốn sử dụng chế độ cài đặt nữa, anh chị có thể hủy đi và nó sẽ về mặc độ định chế độ ban đầu. Còn đây là nút quay ạ. Đó. Đây hiển thị đèn quay này. Khi anh chị không dùng nữa thì mình có thể tắt cái đèn quay đi. Đó, nó sẽ quay về vị trí ban đầu nha anh chị nhé. Anh chị đã nhìn thấy nó đang quay về vị trí ban đầu cho mình và mình tắt chế độ quay. Còn trong quá trình mà anh chị không dùng nữa, mình muốn tắt ấy, thì đây sẽ là nút tắt nguồn này. Và khi anh chị tắt nguồn thì sẽ báo lùi lại tầm độ 10 giây anh chị nhé. Đây là báo lại 10 giây để kết thúc mà quá trình mà anh chị đang sử dụng máy sưởi. Đó. Trên đây là video giới thiệu hướng dẫn cách sử dụng máy sưởi của Kangaroo với model KGFH05. Mọi chi tiết anh chị có thể liên hệ qua website của Ecomax www.ecomax.vn hoặc gọi điện hotline 0243 965 6067, hoặc anh chị có thể liên hệ qua kênh YouTube của bên em. Ecomax xin trân trọng cảm ơn.